Hello, chào tất cả các bạn. Thì đây là một clip mà 8m2 ưu tiên làm so với lại rất nhiều nội dung mà các bạn muốn 8m2 chia sẻ. Sở dĩ mà mình phải ưu tiên làm cái clip này là mình không ngờ sau cái bài chia sẻ về cái cách mà bảo dưỡng chăm sóc hồ thủy sinh sau khi chúng ta đi xa nhà ở cái dịp Tết ấy. Thì sau cái clip đó chia sẻ đó thì mình không ngờ các bạn ủng hộ rất nhiều 8m2 trong cái việc mà mua bộ phao chống nước tự động. Và cái điều đó thì cá nhân mình rất là vui, nhưng mà mình cũng hơi lo. Tại vì sao mình lo? Sở dĩ mình lo là tại vì trước đây mình cũng là một người không có rành gì về nước hết trơn á, tức là về ống nước, về đường nước mình không có rành không gì hết trơn. Thì khi mà mình lắp một hệ thống phao chống nước tự động, mình gặp rất là nhiều cái cập rập cũng như những cái rủi ro. Và chính vì cái điều đó mình hiểu là cũng sẽ có rất nhiều bạn cũng gặp những cái vấn đề tương tự như vậy. Và đó là lý do mà mình lo, cho nên là mình phải ưu tiên làm cái clip này thôi. Rồi, đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, thêm một ý nữa là các bạn biết không, khi mà mình á, thì mình may mắn ở chỗ là mình chỉ ở có một mình thôi. Thành ra là khi mà mình gặp những cái vấn đề liên quan về hệ thống cấp nước tự động á, mình không có bị ảnh hưởng tới sinh hoạt gia đình cũng như là không bị hư hao gì nhiều. Tuy nhiên, nếu như bạn là có sống chung với lại gia đình đi, hoặc là cạnh chiếc hồ của bạn có những cái vật dụng dễ bị thấm nước, dễ bị hư, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới đồ đạc của mình cũng như là sinh hoạt trong gia đình. Và mình tin là cái điều đó sẽ làm bạn rất là khó chịu. Rồi, vậy thì ở cái nội dung lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn thật đầy đủ về cách lắp đặt một hệ thống nước, một hệ thống cấp nước tự động cho hồ thủy sinh một cách rất là đầy đủ và hướng dẫn theo từng bước chi tiết một. Còn bây giờ, chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc thủy sinh 8m2. Trước khi đi vô chi tiết từng bước một, thì cái đầu tiên là chúng ta cần có một cái nhìn tổng quan để mà các bạn có thể hình dung ra được là một hệ thống tự cấp nước tự động sẽ trông như thế nào, sẽ cần những vật dụng gì. Và đặc biệt là xíu nữa khi mà 8m2 chia sẻ từng bước một thì các bạn có thể hiểu được liền luôn, dù cho bạn có là một người mới hoặc là một người không biết gì về đường nước đi chăng nữa. Và để làm được điều đó, như các bạn đang thấy là chúng ta sẽ cần một cái sơ đồ. Và ở đây tự nhiên mình hứng lên cái mình vẽ ra một cái bản phối cảnh 3D. Bạn đang thấy đây là một phối cảnh về một phòng khách, có ghế nè, rồi có bàn nè, có cây cối, có kệ sách và đặc biệt là có hồ thủy sinh. Vậy thì hệ thống tự cấp nước tự động là ở đâu? Nó ở đây nè các bạn. Đây. Và để mình tập trung vô ha. Vậy thì đập vô mắt bạn đầu tiên đó chính là một cái dòng chữ rất là lớn, đó là nguồn nước. Dĩ nhiên rồi, phải có nguồn nước thì mới có nước để cấp vô trong chiếc hồ thủy sinh được. Rồi kế tiếp là chúng ta cần có một cái đường dây đây. Đây, để mình tập trung. Đây, chúng ta cần có một cái đường dây để dẫn nước từ nguồn nước đi tới vị trí của chiếc hồ. Và cuối cùng, để khi mà quyết định là mực nước ở trong hồ nó thấp hơn thì quyết định được cái việc là khi nào mà cấp nước vô trong hồ thủy sinh của mình, thì chúng ta cần có một bộ phao cấp nước tự động. Đây, vậy thì tổng thể qua cái sơ đồ như vậy, các bạn đã hình dung ra được là một hệ thống tự cấp nước tự động chúng ta sẽ có 3 cái phần chính. Phần đầu tiên nè là nguồn nước. Phần thứ hai là cái đường dây dẫn nước từ nguồn nước cho tới chiếc hồ thủy sinh của mình. Đây, cái đường dây màu trắng. Và cuối cùng, phần thứ ba là bộ phao cấp nước tự động. Ok, giờ thì chúng ta sẽ vô phần đầu tiên, cũng là bước thứ nhất, cách setup nguồn nước. Có rất nhiều cách để mà bạn tìm nguồn nước, cấp nước cho chiếc hồ thủy sinh của mình. Có thể là bạn tìm nước máy, nước giếng, hoặc là một số bạn chuyên chơi tép. Các bạn đó có sử dụng cả bộ lọc RO để mà cấp nước cho các hồ tép thôi. Ngoài ra thì cũng có một số bạn khác là các bạn ấy làm riêng một cái thùng chứa riêng, rồi các bạn xử lý nước ở trong cái thùng đó trước rồi mới bắt đầu mới dẫn nước về chiếc hồ thủy sinh. Nhiều cách là vậy đó sẽ khiến cho bạn đắn đo không biết chọn cách nào. Thì lời khuyên của 8m2 là bạn nên chọn cách mà có thể tận dụng được nguồn nước có sẵn trong gia đình, sẽ giúp cho bạn đỡ được rất nhiều việc. Ngoài ra, dù cho bạn chọn cách nào đi chăng nữa thì cuối cùng bạn sẽ đều phải chuyển về phi 6 để cho mà phù hợp với lại bộ phao cấp nước tự động.
có hai dụng cụ có thể giải quyết được gần như là tất cả các trường hợp. Đầu tiên là nối chuyển drain phi 6. Cái thứ hai là van khóa drain phi 21 có đường dây chia phi 6. Tại sao lại là phi 21? Tại vì gần như tất cả các đường nước sinh hoạt cũng như là các dụng cụ sinh hoạt trong gia đình của bạn sẽ đều là ống hoặc là vòi nước phi 21. Rồi tại sao gần như là cả hai dụng cụ bạn đều thấy là nối drain? Cái drain nó tức là có cái vạn xoắn ở đây nè. Tại vì ở đầu khi mà nước thường hầu áp như lực nước sẽ mạnh hơn, có nhiều chỗ sẽ rất là lớn, nhiều. Đó là lý do thì mà chúng ta cần mà mình đầu chọn drain để đảm bảo được sự chắc chắn, không lo bị bung rò rỉ nước hoặc là bị cái bung cái đầu nối ra là vậy. Rồi, vậy thì vấn đề nó đơn giản hơn rồi. Mình chỉ việc hướng dẫn tất cả các bạn cách sử dụng thật là kỹ, thật là chi tiết ở cả hai cái đầu nối này. Thì khi đó mà bạn, khi mà bạn hiểu rồi, bạn có thể sử dụng linh hoạt theo cái nguồn nước có sẵn hoặc là theo cái cách mà bạn cấp nước cho chiếc hồ thủy sinh ha. Với hai đầu nối này thì câu hỏi đặt ra là trường hợp nào thì các bạn chọn đầu nối này, trường hợp nào thì các bạn chọn đầu nối này. Với đầu nối chuyển drain phi 21 về phi 6 thì khi mà cái đường nước của bạn chỉ sử dụng cho mục đích duy nhất là cấp nước cho chiếc hồ thủy sinh thôi thì các bạn chọn cái đầu nối này. Còn nếu như mà đường nước của bạn, cái nguồn nước của bạn có nhiều mục đích sử dụng, chẳng hạn như là bạn vừa cấp nước cho chiếc hồ thủy sinh, vừa dùng để làm đường nước tưới cây cạnh này nọ, thì bạn sẽ chọn cái van khóa drain phi 21 có đường dây chia phi 6. Ok ha. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hai cái đầu nối này. Ở đây á là mình sẽ hướng dẫn cách nối với lại ống dây dẻo. Đây là trường hợp phổ biến nhất. Còn một số trường hợp khác thì các bạn xem hiểu rồi xử lý linh động ha. Cái đầu tiên là nối chuyển drain phi 21 sang phi 6. Thì với cái nối chuyển drain phi 21 này, các bạn sẽ cần mua thêm đầu tiên là nối drain ngoài đuôi chuột phi 21. Nhớ nha, nối drain ngoài đuôi chuột phi 21. Kế tiếp là bắt buộc phải có cao su non và cổ dê. Thì bạn cần một cái thôi đó. Thì đây là những cái dụng cụ mà bạn cần thêm khi mà chọn nối chuyển drain phi 21 sang phi 6. Chúng ta làm như sao? Việc đầu tiên là mình cần quấn băng keo non vô đây. Đây mình sẽ quấn nhanh thôi nha các bạn. Đầu tiên các bạn thấy mình sẽ quấn bằng cao su non đây. Thì nếu như mà khi mà các bạn làm thực tế, các bạn quấn dây dây lên chút. Rồi sau đó chúng ta sẽ vạch với lại cái drain này. Các bạn sẽ thấy là khi mà vạch cái drain này nè, nó sẽ rất là chắc. Chúng ta sẽ không có lo là sau này một ngày nào đó tự nhiên cái chỗ này bị bung ra. Rồi khi mà nối này xong thì cái đầu đuôi chuột này thì chúng ta sẽ dùng để nối với ống nước. Thì trước khi nối với ống nước, các bạn cần cổ dê để mà siết lại. Bạn thấy cái đuôi chuột này lợi hại ở chỗ là nó có mấy cái khớp này nè. Thì khi mà bạn nối với ống nước á, là nó đã chắc, rất là chắc rồi. Rồi mình sẽ siết thêm. Này các bạn đẩy sát vô. Rồi sau đó mình sẽ siết thêm bằng cổ dê. Ở đây là mình chọn cổ dê có vặn tay thì nó tiện lợi hơn. Còn nếu như mà không có cổ dê vặn tay á, thì bạn dùng cái tu vít vặn cũng được. Đó, thì lúc này á, là bạn xong. Đây là cách sử dụng cho nối chuyển drain phi 21 sang phi 6. Xong rồi thì chúng ta chuẩn bị đi đường dây để chuyển về cái phao thôi. Rất đơn giản. Còn đây là hướng dẫn bạn cách sử dụng cho van khóa drain phi 21 có đường dây chia phi 6. Vẫn như cũ, bạn sẽ cần phải có một cái drain nối trong cho cái đầu này. Và kế tiếp, bạn cần chuẩn bị thêm một cái drain nối ngoài cho cái đầu này ha. Thì cái drain nối ngoài á, thì chúng ta vẫn là chọn cái mà có đuôi chuột nha. Drain nối ngoài đuôi chuột phi 21. Dĩ nhiên là khi mà đã có đuôi chuột rồi, bạn sẽ cần có cổ dê và không thể thiếu được cuộn băng keo non. Ok, tổng kết lại, với van khóa drain
Phi21 có đường dây chi Phi6, bạn sẽ cần chuẩn bị thêm 5 vật dụng. Đó là một cái đuôi chuột ren nối trong Phi21 và một cái đuôi chuột ren nối ngoài Phi21, kèm thêm hai cái cổ dê và một cuộn băng keo non. Tổng cộng là 5 món. Tất cả những cái món này các bạn có thể tìm thấy được ở tất cả các tiệm gia dụng, tiệm điện gia dụng hoặc là tiệm tiệm bán ống nước này nọ thì đều có thôi. Rất là dễ tìm và cũng rất là rẻ. Ok, thì các bạn hình dung đây là đường nước của mình. Mình sẽ nối cái này. Dĩ nhiên là bạn quên mất tiêu, dĩ nhiên bạn nhớ cuốn băng keo non nha. Rồi. Sau đó mình sẽ nối với lại cái đường nước này của mình. Đường nước này của mình. Rồi, đầu còn lại thì sao? Đầu còn lại là cái mình sẽ nối tiếp với lại cái nối ren nối ngoài và đuôi chuột Phi21. Không thể nào thiếu được băng keo non. Rồi, ở đây mình cuốn vài vòng thôi. Rồi chúng ta nối tiếp. Nối vô đây. Rất là chắc. Có đôi chuột rồi. Thì mình sẽ cái đường ống nước của mình, mình sẽ nối tiếp. Ở đây các bạn cũng nên cuốn băng keo non nha. Và luồn trước cổ dê vào trong đây. Rồi, bạn nên cuốn băng keo non thôi để mình cuốn luôn. Chứ thôi nhiều lúc bạn quên á, bạn không để ý. Cuốn băng keo non và chúng ta nối với lại đường dây ống nước của mình. Đây. Lại cho sát vô cho nó chắc để mình không có lo gì hết. Rồi sát rồi thì bắt đầu mình mới siết cổ dê lại. Rồi. Vậy thì cái đường nước này bạn thấy không? Giống như chúng ta ngắt một cái đoạn của cái đường nước này để chúng ta chích cái đường dây ống Phi6 ra, chúng ta cấp nước cho chiếc hồ thủy sinh của mình. Một điều lưu ý á, là các bạn thấy là cái ở đây chúng ta có một cái van khóa này. Thì cái van khóa này á, là chị van quyết định là khóa, đóng hay là mở cái đường nước của cái ống Phi6 thôi nha. Rồi, đó là cách sử dụng cho van khóa Ren Phi21 có đường dây chia Phi6. Bước thứ hai, cách setup bộ phao châm nước tự động. Đây là phao châm nước tự động. Thì trước khi nói chi tiết về cách setup thì mình muốn nói sơ qua về nguyên lý hoạt động. Phao châm nước tự động sẽ hoạt động dựa trên mực nước trong hồ. Tức là khi mà mực nước bạn thấp thì cái phao này nè, nó sẽ hạ xuống, nó hạ theo cái mực nước. Và khi mà hạ xuống vậy nè thì cái van khóa trong đây sẽ mở ra và nguồn nước của bạn sẽ đi từ đây trào xuống và cấp nước vô trong hồ. Và khi nước của bạn nhiều lên, nó sẽ đẩy cái van này lên tới mức hết mức có thể, và càng đẩy càng lên cao thì cái van ở trong đây nó sẽ khóa lại và nước sẽ không chảy ra nữa. Thì đó là nguyên lý hoạt động của bộ phao châm nước tự động. Vậy thì ngoài cái nguyên lý này có hai điểm các bạn cần lưu ý. Đầu tiên là cái này mình không biết gọi đúng không, mình tạm gọi là cái ron ha. Thì cái ron ở đây các bạn có thể mở ra, các bạn mở ra để mà có thể quay quyết định được cái hướng mà các bạn chọn rồi các bạn khóa lại. Thì cái này tùy theo cái vị trí mà các bạn đặt cái bộ phao thôi. Thì đây là cái chỗ mà chúng ta đặt vô trong cái thành hồ. Rồi ví dụ mình để đây đi, cái thành hồ của mình ở đây, thì mình cấp nước ra, mình sẽ chọn nó xong mình khóa lại. Rồi, khóa chặt lại, siết vừa nha các bạn, không cần siết quá chặt. Điểm lưu ý thứ hai là các bạn thấy, các bạn để ý nè, ở đây các bạn sẽ thấy có rất nhiều vạch. Cái vạch này á, nó càng đẩy lên cao thì mực nước ở trong hồ của bạn nó sẽ càng cao, và ngược lại khi mà các bạn bẻ cái phao này xuống những cái vạch xuống dưới thấp dưới đây thì mực nước trong hồ các bạn sẽ càng thấp.
Thì để mà quyết định được cái mực nước phù hợp thì bạn sẽ cần tăng chỉnh, điều chỉnh trong vài ngày sử dụng tới. Rồi khi mà các bạn ưng cái mực nước nào thì các bạn sẽ giữ ở cái vạch phao ở mức đó. Vậy thì làm sao để mà tăng chỉnh được cái vạch phao này? Chúng ta sẽ làm như sau. Một tay các bạn giữ ở đây, một tay các bạn giữ ở đây, rồi một tay giữ ở đây. Đó, tức là chúng ta cần nắm như vậy. Rồi chúng ta bẻ. Nó sẽ hơi cứng. Đó, các bạn nghe tiếng cục không? Rồi chúng ta bẻ. Đó. Thì đó là cái cách mà sử dụng để mà tăng chỉnh cái mực nước theo phao trong hồ. Rồi, kế tiếp là chúng ta sẽ cài đặt vô trong chiếc hồ thủy sinh của mình. Khi mà các bạn hiểu về nguyên lý hoạt động cũng như là cách sử dụng bộ phao rồi thì kế tiếp chúng ta sẽ chọn vị trí để mà set up bộ phao trên thành hồ. Thường nha, là mọi người sẽ chọn ở trong góc tường hoặc là một cái góc ở góc khuất nào đó thì nó sẽ thẩm mỹ hơn. Tuy nhiên thì mình đang để cái bộ phao này nó gần tường quá rồi. Nó gần tường quá thì nó sẽ không có chỗ để mà mình xiết cái con ốc mica này vô. Cho nên là mình sẽ chọn ở cái thành hồ bên này. Rồi, mình chọn ở thành hồ bên này thì mình sẽ đặt cái mica vào đây. Rồi kế tiếp là mình sẽ xiết con ốc mica lại. Rồi, sau khi xiết con ốc mica, nhìn tổng thể ok rồi ha. Bạn sẽ nối cái đường dây ống phi 6 này với lại cái co nối phi 6. Thì nối cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ việc ấn vô là xong. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bước thứ hai, setup bộ phao cấp nước chủ động cho chiếc hồ thủy sinh. Ok, chúng ta đến với lại bước thứ ba. Khi mà bạn đã có xác định được cái nơi cấp nước rồi, và ở bước thứ hai là chúng ta cũng đã hoàn thiện được cái việc mà chúng ta bố trí được cái bộ phao cấp nước tự động vô trong hồ rồi. Vậy thì ở bước cuối cùng, bước thứ ba, chúng ta sẽ vẽ ra một cái sơ đồ để đi cái đường dây sao cho nó hợp lý và nó thẩm mỹ nhất có thể. Ở bước này, thay vì Tám Mét Vuông vẽ ra một cái sơ đồ nó thật là khô khan, thì mình sẽ quay cảnh thực tế nơi mà Tám Mét Vuông sẽ đi cái đường dây như thế nào cho bạn xem ha. Vậy thì ở góc thủy sinh 8m2, có tổng cộng là 4 chiếc hồ. Đây là chiếc hồ đầu tiên. Còn đây là chiếc hồ thứ hai. Và đây là chiếc hồ thứ ba. Và đây là chiếc hồ cuối cùng, chiếc hồ thứ tư. Như các bạn thấy ấy, là tổng cộng 4 chiếc hồ này của mình. Trước khi mà cái đường nước đi vô 4 chiếc hồ này của mình, thì đây là cái đường dây mà mình lấy từ cái nguồn nước này các bạn. Thì trước khi đi vô cái 4 chiếc hồ này của mình, các bạn sẽ thấy ở đây là có một cái co nối nhanh, mình tạm gọi nha là co T. Đó. Thì cái co T này, cái mục đích của nó là nó sử dụng để mà chia cái đường nước của mình thành nhiều đường, khi mà bạn chỉ dùng khi mà bạn có nhiều hồ thôi. Còn nếu như mà bạn chỉ có một hồ thì bạn có thể nối trực tiếp từ cái nguồn nước này, mình nối thẳng xuống chiếc hồ của mình là xong, rất là đơn giản. Quay trở lại với cái việc mà nói tiếp, khi mà chúng ta có nhiều hồ đi, ở cái co tê này mình đã chia cái đường nước này thành hai đường. Ở cái đường này, mình cái đường bên phải của mình ấy, thì mình sẽ cấp nước cho hai chiếc hồ này của mình. Các bạn để hình dung ha, đi tới đây mình sẽ cấp nước cho chiếc hồ đầu tiên của mình, đó là chiếc hồ này. Các bạn thấy mình tiếp tục sử dụng co tê đó, và mình cấp nước xuống như đây cho chiếc hồ của mình. Và tiếp tục cái hồ kế tiếp mình lại đi một tiếp ở đây, là do là không còn hồ nữa rồi, thành ra là mình ở đây là mình kết thúc bằng co vuông. Và nếu như bạn không sử dụng co vuông thì sao? Thì cái đường dây này của bạn lúc này nó sẽ bị bẻ cong ra. Điều đầu tiên á, mà bạn thấy á, không chỉ bạn mà người xem chiếc hồ của bạn là thấy là nó không thẩm mỹ rồi. Cái điều thứ hai á, là ở một số trường hợp đi, khi mà các bạn đặt bố trí cái phao nó sát góc tường, thì vô hình chung á, các bạn sẽ phải ép cho cái đường dây này nó vuông góc. Và có thể xảy ra trường hợp là chúng ta bị gãy cái đường dây này, và nó ảnh hưởng đến cái tình trạng cấp nước vô trong chiếc hồ của mình. Thì cái này cũng là một cái điểm bạn nên lưu ý. Và đó là hai cái công dụng chính khi mà bạn sử dụng co vuông và co tê. Ok ha, rất là dễ hiểu. Quay trở lại với cái đường nước mà trước khi mà mình chia vô 4 chiếc hồ của mình, các bạn thấy đây, đây là cái nơi mà mình lấy từ cái nguồn nước của mình. Và trước khi mà mình cấp nước vô 4 chiếc hồ của mình, thì mình ở đây mình có một cái van khóa. Thì cái van khóa này gọi là van khóa xả tay phi 6, thấy không? Mà mình chỉ việc đóng mở thôi. Thì cái việc này sẽ giúp cho mình quyết định được cái việc là khi nào mình nên cấp nước vô trong hồ của mình,
và khi nào mình muốn đóng, không muốn cấp nước vô trong hồ của mình nữa. Và cái điều này cá nhân mình nha, cá nhân 8 mét vuông thì khuyên bạn nên có, tại vì ở một số trường hợp mà thực tế là khi mà mình rút hết nước trong hồ đi, hoặc là vì mục đích nào đó mình rút cạn nước trong hồ, và nếu như mà chúng ta không đóng được cái nguồn nước cấp vô trong hồ thì vô hình chung á là cái nước xả ra từ cái phao á, nó sẽ làm xới cái bộ nền của bạn lên, thì có cái đó cũng là một cái cập rập trong quá trình sử dụng, và mình khuyên bạn nên có là vậy. Và ngược lên trên đây là cái đường dây các bạn đi đi tới cái nguồn nước của mình thôi. Đó là tổng thể một cái hệ thống, một cái đường dây đi từ nơi nguồn nước của mình cho đến cái hồ của mình. Và khi mà các bạn dùng ra được rồi thì các bạn có thể quyết định được cái số lượng cái đường dây, cái dây các bạn mua bao nhiêu mét. Rồi, vậy thôi.